mọi người phải biết được là đến một ngày công nghệ nó tiên tiến tới độ mà bạn, cái khuôn mặt của bạn, như đó từng nói rồi, khuôn mặt của bạn còn lên phim sex được mà. Tại sao ở nước ngoài họ quan trọng quyền cá nhân, nhân quyền và kiểm duyệt gắt đến vậy chị? TikTok gần đây ở Mỹ, em mong chị có thể giải thích thêm, em cảm ơn chị. Đầu tiên CEO của TikTok là người sinh, chị luôn biết cái khu mà anh ở, tại vì ở sinh mà ai cũng biết đó, nhỏ xíu à. Không phải là mình biết ảnh, nhưng mình biết cái khu ảnh ở, cái khu đó là khu của tỷ phú. Cái mà chị mắc cười nhất, tụi em nghe đọc thì có vẻ như sang chảnh lắm, nó nói là nó quan trọng quyền cá nhân, quyền nhân quyền, kiểm duyệt ở Mỹ và vân vân. Đất nước nào cũng vậy hết á, chứ không phải riêng gì ở Mỹ đâu em. Sinh cũng vậy, Canada cũng vậy, châu Âu cũng vậy. Họ muốn bảo vệ dân của họ nên họ muốn bảo vệ quyền riêng tư thôi. Và cái này nó đang có rất là nhiều trên thế giới. Bây giờ người ta cũng đang tìm cách ngăn chặn. Cái này tin tức đầy rồi, tụi em có thể tự tìm hiểu luôn. Có một ai đó có thể gọi lên tổng đài và báo cái số điện thoại của em bị mất. Cái xong rồi họ làm một cái sim mới, xong họ giao cho cái người đó chẳng hạn. Có một vài nước tình trạng nó đang xảy ra. Và trong 2-3 giây đó, cái người đó lấy cái số điện thoại đó. Và ví dụ như em, điện thoại em đang để tự nhiên nó mất sóng, nguồn đâu biết gì đâu, em tự nhiên ủa cái sim bị gì, cho đến khi em nhận ra vấn đề là có một ai đó hack sim của em á. Tại vì nó gọi lên tổng đài nó báo sim em mất mà, thì coi như tài khoản ngân hàng của em, rồi số ID của em và vân vân nhiều thứ khác của em đi củi luôn. Rồi chị chia sẻ như vậy để cho em hiểu được là đó là lý do tại sao nó không phải riêng gì ở Mỹ, mà đất nước nào người ta cũng rất cẩn trọng về cái đó. Cho nên càng ngày người ta mới có một cái bộ máy gọi là IT của quốc gia là vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà một ai đó mà hack, mà họ hack được hết thì tiền vô hết tài khoản họ sao tụi em, đúng không? Chị sẽ giải thích cái thứ phức tạp xuống đơn giản cho em hiểu là tại sao nó cần thiết. Rồi ví dụ TikTok chị cảm thấy nó như một trò hề đối với chị. Tại vì là một người ở sinh và biết luật pháp của sinh và hiểu được cái sự chặt chẽ ở sinh như thế nào. Những cái câu hỏi trong cái cuộc họp đó làm cho chị mắc cười. Tại vì nó không liên quan gì đến quyền riêng tư. Nó giống như smoke, chị gọi là smoke, tức là em thả khói cho đám đông nghe là nghĩ đâu là à cái app này nó có vấn đề. Từ cái giây phút em quyết định mua điện thoại là em đã bị người khác biết rồi. Chị nói thẳng là vậy, tụi em cần phải chị mà em cài đặt bất quật, em cài đặt tùm lum tà la, không có đâu em. Trừ khi em không xài điện thoại luôn, em lên núi em mở, thì quả may người ta mới không có track được em, người ta mới không có biết được em ở đâu. Ở sinh này có rất là nhiều vụ người ta đăng lên báo và chị biết luôn, đó là có nhiều người, người ta mua mấy cái điện thoại mà từ nước ngoài về á, rồi người ta gọi qua gọi lại, rồi bộ đàm thôi, gọi cho vui cho bạn thôi, nhà này qua nhà kia thôi, mà công an còn xuống bắt nữa. Tức là họ chặt chẽ tới độ họ có thể ra được hết, quân đội họ có thể ra được tất cả mọi thứ em xài trong nhà em. Cho nên đừng có nói với chị là chị em cài tùm lum tà la rồi, em sống minh bạch, em không sợ thôi, chứ còn em làm cái gì, em coi phim cấp 3, cấp 4 gì, người ta muốn biết người ta biết hết rồi. Cho nên là cái chuyện nhả khói cho đám đông đọc, rồi nhả khói cho đám đông coi, rồi đám đông không biết gì hết rồi nghe theo, rồi đúng rồi, đó là thông tin của mình là bị lấy từ lâu rồi mấy má, từ hồi mấy má xài điện thoại là đã bị lấy rồi. Mặc dù chị Nhi rất dốt tin học, nhưng mà cái cơ bản như vậy chị Nhi cũng hiểu sơ sơ. Tại sao chị nói là họ quăng khói cho tụi em để tụi em ngửi thôi? Tại vì á, nếu như nói như vậy thì Facebook nó cũng đã làm từ lâu rồi. Tất cả những cái gì mà em đang thắc mắc, TikTok nó làm, Facebook nó cũng làm, YouTube nó cũng làm. Tại sao em vừa mới nói tới cái đầm, tự nhiên em thấy nó bắt đầu đưa ra 1000 cái app về cái đầm mà em muốn mua vậy? Tại sao tự nhiên em đang nói về cái máy quạt mũi đi chẳng hạn, tự nhiên nó xuất hiện một đống quạt mũi đủ thứ hãng cho em? Bởi vì nó lắng nghe em, cái điện thoại của em nó lắng nghe em mỗi ngày. Nó biết em muốn mua cái gì, nó biết em đang search cái gì, nó biết em Google cái gì, nó biết hết. Không phải riêng app TikTok mà tất cả các app luôn. Đó là cái mà chị phải nói, phải tỉnh táo khi đọc và phải trung thực. Cái sự thật đó là cái gì? Sự thật là ở Singapore luật pháp rất chặt chẽ. Luật pháp ở đây nó bảo vệ con nít kinh khủng lắm. Cho nên là cái chuyện con nít không được xài app này vân vân và vân vân, nó là cái chuyện hiển nhiên. Cho nên khi ông trả lời chị thấy mắc cười là tại vì tại sao có một người bị đặt những cái câu hỏi mà người ta không hề tìm hiểu ở đất nước của cái người này là ở đâu tới, để mà biết được là cái luật pháp ở đất nước nó như thế nào. Tại vì ở sinh như chị nói, tụi em không được đem chất cấm, tất cả các loại chất cấm em đeo vô sinh là em bị treo cổ, chấm hết. Đơn giản, không nói nhiều. Em không cần phải giải thích, em lỡ em quên bạn, em giỡn bạn, em chơi, bỏ lộn trong túi em, nó không quan tâm. Cứ đem tới cửa sân bay là nó treo cổ em. Đó là cái mà chị muốn nói đến cái sự nghiêm túc của họ trong cái việc là họ bảo vệ người dân của họ. Thì tương tự như vậy với cái đất nước mà chúng ta vừa nói, nó là đất nước gì gì đó, đó là tụi em tự biết. Họ là đất nước tự do,
không có gì sai khi họ chọn là đất nước tự do hết. Nhưng mà khi em chọn là tự do thì cũng sẽ có cái mặt trái của tự do, đó là em tự do dùng chất cấm, em tự do dùng vũ khí thì trẻ em bị ảnh hưởng. Mà khi trẻ em bị ảnh hưởng, em đổ lỗi cho cái app đối với chị nó là mắc cười. Cái app đó đâu có quản lý được cái cá tính của con người sao đâu em. Tất cả chúng ta đều biết internet là cái nơi mà bây giờ em có hai sự chọn lựa. Em chọn dùng nó theo hướng tích cực hay là em chọn dùng nó theo tiêu cực là do em hết. Nếu như em có một cái nền tảng giáo dục tử tế để em sử dụng internet một cách tích cực, nó sẽ phục vụ cho cái nhu cầu phát triển của em. Ví dụ như chị hiện tại, Eva nó đi học trường ở sinh, nó có cái app quốc gia dành cho con nít nó phải đi vô học. Giờ chị đâu có cấm nó xài máy tính được đâu, mà chị còn phải dạy và khuyến khích nó nữa. Bởi vì bây giờ nó đi học, nó không biết xài laptop, nó khổ. Tại vì lên trường, trường cho mỗi đứa con nít một cái laptop để bắt đầu học. Tức là bây giờ mới lớp 1 thôi mà tụi nó đã phải học để học về viết phần mềm rồi, đi vô login sao rồi làm sao để tạo code rồi xong. Chị cũng phải cho con chị xài internet, chị cũng phải cho con chị xài máy tính. Nhưng mà nó có những cái app, ví dụ như nó làm như trò chơi cho em tập đánh bàn phím vậy. Hồi xưa đời thế hệ của tao đâu có đâu, ba tao cho tao một cái bàn phím gần chết. Nè về nhà đi, cầm về nhà rồi ngồi tự gõ. Chứ làm gì được như nó là có trò chơi rồi mở nhạc rồi gõ bàn phím rồi làm để học đâu. Nói ví dụ để cho thấy được là tất cả mọi cái công cụ chúng ta dùng mỗi ngày nó đều có hai mặt. Và trách nhiệm của người lớn, làm cha làm mẹ và những người quản lý những cái lớn hơn, đó là trách nhiệm của họ. Để họ sẽ nói với em là à, làm sao để bảo vệ được cái quyền riêng tư cá nhân của từng tài khoản. Tài khoản gì bị hack miết mà, em mà nổi tiếng em bị hack miết à, chị bị hack miết à. Đó là gì bình thường. Thậm chí tụi em phải biết là sẵn sàng bây giờ có những cái con AI, em thấy người ta hay lấy mặt mấy ông tổng thống với lại là mặt là Elon Musk á, xong nó bỏ cái miệng vô chép chép theo ngôn ngữ khác thôi, nhưng mà cái mặt là của ông Elon Musk á. Nó công nghệ nó tiên tiến chứ như vậy á, ngày mai có thể một cái con mặt Nhi Lê khác và nói với tụi em và tụi em nghĩ đó là chị Nhi luôn, và có khi đó không phải là phát ngôn của chị nữa. Đó là những cái mà chị phải sẵn sàng đón nhận luôn á. Tất cả mọi người phải biết được là đến một ngày công nghệ nó tiên tiến tới độ mà bạn, cái khuôn mặt của bạn, như nó từng nói rồi, khuôn mặt của bạn còn lên phim sex được mà. Nó lắp ráp kiểu nào nó cũng làm được hết á, không có bảo mật đâu các bạn. Nhi biết là mọi người làm rất là nhiều thứ, những cái anh mà công nghệ thông tin bạn của Nhi á cũng nói họ làm rất là nhiều cách để mà bảo mật, nhưng mà lúc nào nó cũng có hai chiều hết á. Có người tạo ra được là cũng có người phá được. Sẽ có người phá để có người tạo, để có người tạo rồi lại có người phá. Cái người phá đó sẽ làm cho cái người tạo làm cho nó vững chắc hơn. Rồi cái người tạo ra cũng phải tìm cách làm sao để người ta không phá được. Nó luôn có hai hướng như vậy đó. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Đó, donate cũng vô đó luôn. Cái donate này là vô từ thiện á ngay, chứ không phải vô Nhi Lê ngay, đừng tưởng vô Nhi Lê ngay. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi đừng link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.